Samsung Galaxy Z Flip 3 nha. Cái này quả hình nó hơi trầy nha mọi người. Quả hình hơi trầy nè. Giá bán là 8 triệu 9 nha, Z Flip 3. RAM 8128 bản tháng 8 2023 nha. 8 triệu 9. Z Flip 3, cái này máy đẹp 98 nha. Giá bán là 9 triệu Z Flip 3 nha. Con này thì màn hình gập, hai sim hàng chính hãng nha, RAM 8 256GB luôn. Z Flip 3 bản Mỹ nha, hai sim luôn, bản Mỹ. Bản Mỹ thì giá chỉ có 8 triệu rưỡi thôi, Z Flip 3. Mình có bản Việt Nam nè, cái này Việt Nam này hơi chày, hơi cán tí nè. Giá bán chỉ có 7 triệu 3 nha, Z Flip 3 5G hàng Việt Nam. Máy trầy nhẹ chỉ có 7 triệu 3, giá rẻ cho anh em trải nghiệm nha. Samsung Galaxy Z Flip 4 RAM 8128 3 tháng 9 2023 nha. Giá bán chỉ có 12 triệu thôi, Z Flip 4. Bảo hành dài. Samsung S21 FE 5G, RAM 6128. 7 triệu 2 nha, giảm giá còn 7 triệu 2. S21 FE 5G. Cái này cũng RAM 6128, máy trầy nhẹ nha, trầy nhẹ. Cái này giá bán là 7 triệu 1. S22 bản hàng nha, giá bán là 9 triệu. S22 bản hàng, máy trầy nhẹ nha. Hôm nay giảm giá còn 8 triệu 7 thôi. S22 mà chỉ có giá 8 triệu 7. Con này thì RAM 8, bộ vô trong là 256GB. Samsung S10 LED, 1 SIM RAM 8128. Giá bán là 4 triệu rưỡi nha, máy đẹp. S10 LED, bản hàng, 1 SIM. Đây, máy khá là đẹp luôn. S21 LED 2 SIM, con này hàng chính hãng nha. Giá bán là 7 triệu 750 nghìn nè, nứt lưng nhẹ nha. S21 cộng. Samsung A12 RAM 6128 nha, 2 triệu 550 nghìn. RAM 6 còn nhớ 128GB. Samsung S10 5G RAM 8 bộ nhớ trong 256GB, 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi. Samsung A32, con này bản RAM 8GB. Mặt lưng nó hơi trầy, giá bán là 3 triệu 250 nghìn nha. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Cái này RAM 6 128 cũng trầy nhẹ, 3 triệu 250 luôn nha. Samsung A73 5G 3 tháng 5 2023, máy đẹp 99, 7 triệu nha. Samsung A32 RAM 6128 màu xanh trầy nhẹ luôn, 3250 nha. Oppo Reno 7 Pro 5G, máy đẹp keng 99, 8 triệu 8 nha, con này lay new luôn, chưa một vết trầy nào nha. Reno 6 5G 5 triệu 3 nha, máy đẹp keng 99 luôn. Reno 6 5G. Samsung Galaxy Note 10 LED 2 SIM 5 triệu 8 nha. Ngoạn hơi xấu nè, hơi xấu nha. 5 triệu 8. Poco X4 Pro, con này như chạy chip Dimensity 1100 nha. Camera 108 chấm, màn hình OLED, ngoại hình trầy nhẹ tầm 98, 3 triệu 950 nghìn. Note 9S nha, RAM 6128, 2 triệu 750 nghìn nha, Xiaomi Redmi Note 9S. Con này chạy chip Snap 720, màn hình Full HD, pin thì con này 5200 hay 5300 gì đó, pin rất là trâu. Note 10 LED luôn, con này nói chung là cắn nhiều, ngoài hình hơi xấu xíu, lưng thay, giá bán là 5 triệu 3 nha.
Poco X3 Pro. Con này chạy chip 860, mặt lưng nó hơi chạy. Chạy chip Snapdragon là 860, màn hình OLED này, màn hình Full HD nha. Màn hình Full HD. Chip rất là mạnh, bản RAM 8, bộ nhớ 256 GB. Giá bán của bên mình cây X3 Pro này là 3.450.000 thôi. S20 Ultra 5G, RAM 12, bộ nhớ 256, 7 triệu nha. Oppo Reno 8 Pro nha, 3.650.000, máy đẹp. Reno 8 Pro. Con Realme 8 Pro này chạy chip Snapdragon là 720G nha. 720G là chip khá là ổn. Con 720 nó sẽ mạnh hơn 720G nha mọi người. Con này là con Oppo A74 3150. Vivo Y21, máy đẹp nha, RAM 4 GB 64, pin 5.000, 2.350.000. Reno 7 Pro 5G, giá bán là 8 triệu 8 nha, máy đẹp 99 là 8 triệu 8 nha. Vivo Y53S RAM 8 128, máy đẹp keng luôn, 3 triệu 1 nha. 3 triệu 1. Samsung A53 5G, bảo hành tháng 8 2023. Cây này máy đẹp 98 nha, máy đẹp 98, 5 triệu rưỡi. A53 5G. A53 5G thì hôm nay mình có khá là nhiều màu nha. Oppo Reno 7 5G, RAM 8 256, máy đẹp 99. 2 triệu 9. À, 5 triệu 9 nha mọi người, báo giá nhầm, 5 triệu 9. Vivo Y33S RAM 8 128 nha, giá bán là 3 triệu 350 nghìn. Samsung A21S bản hàng 1 SIM 2 triệu 250 nghìn nha. Oppo A95 RAM 8 128 3 triệu rưỡi nha, A95. Oppo A77S RAM 8 128 4 triệu nha, A77S. Note 20 Ultra 5G, máy đẹp 8 triệu 8, Note 20 Ultra 5G nha. Con này thì bản hàng RAM 12, bộ nhớ 256 nha. Oppo F11 RAM 6 bộ nhớ 64 GB, giá bán chỉ có 1 triệu 950 nghìn thôi nha. Ngoại hình 97-98%. F11 RAM 6 GB. Oppo F9 nha, RAM 4 bộ nhớ 64, 1 triệu 750 nghìn nha. Samsung S22 Ultra 5G, RAM 8 128, bảo hành tháng 10 2023, máy đẹp play new luôn. Giá bán là 15 triệu 9 nha, 15 triệu 9. Oppo Reno 4 Pro 4 triệu 1, máy đẹp 98 nha. Có trầy nhẹ Reno 4 Pro. Xiaomi Redmi Note 11S RAM 8 128 3 triệu 7, đẹp 99 nha, Note 11S. Vivo Y55 RAM 8 128 3 triệu 750 nghìn nha. Y55 3 triệu 750 nghìn, RAM 8 của nhân 128 GB. Reno 7 5G nha, máy đẹp 98, có trầy nhẹ xíu thôi. Giá bán là 5 triệu 7. A73 5G 7 triệu, máy đẹp 99 nha. Note 11 Pro 4 triệu 3, máy đẹp kia. Note 11 Pro. Redmi 9A 1 triệu 450 nghìn nha. iPad Pro nha, máy đẹp 64 GB, bản Wi-Fi iPad Pro 2018 nha, keng luôn. Con này thì màn hình rất là mượt luôn nha, 11 inch, độ phân giải như là 2K, máy đẹp nha. iPad Pro 2018 giá bán là 9 triệu 8 nha. iPad Pro 2018 64 GB, 9 triệu 8, máy đẹp nha mọi người. Oppo Buds E nha, RAM 4 như trong 64, 3 triệu 750 nghìn nha. Con Oppo Buds này thì nó chạy hình như là chip
Snap Dragon là 680 nha, chip khá là ổn nha. 3,7 triệu nha. Con này là con Samsung Galaxy Tab S7 FE nha. Con này thì mình có này, có bút luôn nè. Màn hình con này chắc tầm cỡ 12 inch. Độ phân giải Full HD. Chạy chip Snapdragon là 750 nha, máy rất là mượt luôn, pin thì cực kỳ trâu. Tại mình đang xài những con này nha mọi người. Pin con này phải tầm 3 ngày. Pin cực kỳ trâu bò luôn, màn hình rất là đẹp. Có bút luôn, có bao da luôn nha. Giá bán là 7 triệu. Con này là iPad Air thế hệ 4 nha. Bản Việt Nam, máy đẹp luôn. iPad Air 4. Giá bán là 8 triệu rưỡi nha. iPad Air 4 64GB Wi-Fi. Wi-Fi nha, 64GB, 8 triệu rưỡi. Samsung Tab S5 FE nha. Con này thì sở hữu màn hình OLED nha, được phản giải Full HD. Tab S5 FE nha, con này màn hình chắc cỡ 10 inch, 10 hay 11 inch gì đó, vân tay nè. Ngoại hình còn đẹp ken nha. Đây, Tab S5 FE, ngoại hình đẹp ken luôn, màn hình OLED. Cây này thì giá bán của bên mình là 3 triệu 8 nha, Tab S5 FE, 3 triệu 8. Xiaomi Redmi Note 11 Pro LED nha, con này lưng nứt nè, ngoài nó hơi chạy chạy, giá rẻ. 3 triệu rưỡi nha. Chạy chip Dimensity 920, giá cực kỳ rẻ thôi, 3 triệu rưỡi. Redmi Note 11 Pro LED nha. Này thì có tiếp một cây Poco X3 Pro RAM 6128 nha, giá chỉ có 3.650.000 thôi, máy đẹp 99 luôn. X3 Pro đây, máy đẹp nha, 3650, RAM là 6GB, còn nhớ 128. Cây này thì đợt này mình không có hàng để bán nha. Phun bóc iPhone 12 Pro Max Lock nha, con này thì 128GB, pin 87. Giá bán là 10 triệu rưỡi nha, mình giảm còn 10 triệu rưỡi thôi. 12 Pro Max Lock. 12 Pro Max Lock 128GB tiếp nha. Giảm còn 10 triệu rưỡi hết nha mọi người. Mình còn 2 cây, xả cho mọi người 10 triệu rưỡi thôi. Rồi hôm nay thì mình giới thiệu một số máy bên mình mới về nha. Đầu tiên là cây Poco X3 Pro. Con này thì full box luôn, RAM 8 bộ nhớ 256GB, máy thì ngoại hình đẹp ken 99. Con này chạy chip Snapdragon là 860 nha. Giá bán là 4 triệu 3 nha. Poco X3 Pro 8256, 4 triệu 3. Màn hình là Full HD, pin trâu. Xiaomi, con này là Redmi 10, RAM 4 64, camera 50 chấm, màn hình Full HD nha. Máy thì còn phun bóc, ngoại hình đẹp ken nha, đẹp 99. Giá bán là 2 triệu 8 nha. Redmi 10, RAM 4 64GB, phun bóc. Tecno Bova 4 Pro nha. Cây này RAM 8, bộ nhớ 128, mới mua có 3 ngày thôi nha. Mới mua được 3 ngày, ngoại hình không khác gì máy mới nha. Tecno Bova 4 Pro. Giá bán của bên mình là 4 triệu nha, Bova 4 Pro. Mới mua có vài ngày thôi, RAM 8 128GB. Con này thì cấu hình khá là khỏe luôn. Màn hình là màn hình OLED, pin tới 6000 nha. Vivo V23 5G, RAM 8 128, máy đẹp 99. Con này thì màu gold nha, đây rất là đẹp luôn. Con này chạy chip Dimensity là 920, máy màu gold đẹp ken. Phụ kiện zin còn đủ nha. V23 5G, chạy chip Dimensity 920, camera 50 chấm. Giá bán là 5 triệu 7 nha, 5 triệu 7. Xiaomi Redmi Note 11, RAM 4 64, máy đẹp 99 nha. Hàng chính hãng, còn bảo hành rất là dài luôn. Con này thì sở hữu màn hình OLED nha, máy còn rất là ken. RAM 4 64GB, giá bán là 2.950.000 nha. Những cây có hộp như thế này thì đầy đủ phụ kiện zin nha mọi người. Samsung A73 5G,
máy đẹp nha, A73 5G đầy đủ phụ kiện, hàng chính hãng còn bảo hành tới 31 tháng 5 2023 nha, giá bán là 7 triệu nha, A73 5G màu xám. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G bán tháng 6 2023, máy đẹp như mới luôn nha, Z Flip 3 5G. Full box 9 triệu 2 nha. Mình có cái này máy trần này, trầy nhẹ, giá rẻ 7 triệu 6 ta cũng hàng chính hãng luôn nha. Z Flip 3 5G. Viền nó có hơi trầy. Oppo Reno 6 Pro 5G 8 triệu 4 full box luôn nha. Con này thì RAM 12GB và chạy chip Snapdragon là 870 nha. Hoàn đẹp như mới luôn. Phụ kiện đầy đủ. Reno 6 Pro 5G nha, hàng chính hãng. Máy đẹp keng 99. Giá bán là 8 triệu 4 nha. Oppo Reno 8Z 5G nha, RAM 8256. 8Z 5G. Máy đẹp keng. Giá bán là 8 triệu 3 nha, đầy đủ phụ kiện zin. 8Z 5G thì sở hữu màn hình OLED, RAM 8, bộ nhớ trong là 256GB. Xiaomi Mi 11T RAM 8128, máy cũng đẹp 99 luôn, cũng full box luôn nha. Mi 11T có sạc zin là 67W nha. Máy đẹp, giá bán là 5 triệu rưỡi nha, full box. Mi 11T thì sở hữu màn hình OLED, con này thì camera là 108 chấm và pin nó thì hình như được 5.000 hay 6.000 gì đó. Chạy chip Dimensity là 1.200 nha. Samsung S21 Ultra nha. Con này thì bản hàng, máy đẹp 98 nha, S21 Ultra 5G. Bản hàng nha. Máy đẹp 98 có trầy nhẹ. Giá bán của bên mình là 9 triệu 8 nha. 9 triệu 8. S21 Ultra 5G thì con này hình như là RAM là 12GB và bộ nhớ trong là 256GB nha. 256GB. Bản Hàn Quốc là 256GB nha. Oppo. Con này là Reno 7 nha, máy đẹp 98. Giá bán là 4 triệu 8 nha, Reno 7. Reno 7 thì mình đang còn hai màu nha, màu cam và màu đen. Samsung S22 LED. Máy đẹp 98 nha, hàng chính hãng còn bảo hành. Cây này thì giá bán của bên mình là 12 triệu nha. S22 LED hàng Việt Nam. Samsung A73 5G đẹp như mới luôn. A73 5G. 7 triệu nha mọi người, 7 triệu. Oppo Reno 6 5G đẹp keng. Con này thì RAM 8GB, nhớ 128 nha. Màn hình OLED, viền màn hình rất là mỏng luôn. Con này thì giá bán của bên mình là 5 triệu 3 thôi. Hôm nay Reno 6 5G thì mình sẽ giảm giá còn 5 triệu 3 nha. Đây. Mình có cây này hơi trầy, cây này hơi trầy nha. Hơi trầy như thế này thì giá bán là 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi Reno 6 5G. Máy đẹp keng là 5 triệu 3 nha. LG V60 bản Mỹ nha, LG V60. Cái này nó hơi trầy nhẹ nha, trầy nhẹ thôi, tầm 98. Giá bán là 4 triệu 1 nha. LG V60 bản Mỹ. Mình bán với giá là 4 triệu thôi, giảm còn 4 triệu thôi nha. Oppo A5 2020 nha. Con này là RAM 3 và nhớ trong 64, chip 665, pin 5000 nha. Giá bán là 2 triệu. Oppo Reno 7Z 5G, máy đẹp nha. Cái này có trầy nhẹ. Giá bán là 5 triệu, 5 triệu nha, 7Z 5G trầy nhẹ. Còn máy đẹp 99 là 5 triệu 4 nha mọi người. 7Z 5G. Reno 6 5G màu đen đẹp keng. Reno 7 nha. Reno 7 4 triệu 8.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha. Con này máy đẹp 98, 4 triệu 2. Samsung A53 5G, máy đẹp lay new luôn. Như mới luôn, còn siêu viền. Giá bán là 5 triệu 7 nha. A53 5G. Hôm nay mình về thì có 1 cây, 2 cây. 2 cây đẹp như mới luôn nha, A53 5G. Realme C35 nha, 2 triệu 7. Realme 8 5G nha. Cái này ngoại hình nó hơi trầy nhẹ nha. Giá bán là 3 triệu 3 nha, Realme 8 5G. iPhone 11. Con này thì bản Mỹ nha, vẫn còn bảo hành Apple tới tháng 5, pin 99, ngoại hình đẹp nha. Giá bán là 7 triệu 6 nha. 7 triệu 6. Samsung M33 5G, ngoại hình mặt lưng hơi trầy nha, M33 5G. Giá bán là 4 triệu, M33 5G nha. Máy đẹp keng là 4 triệu rưỡi nha. LG Q52, camera 48 chấm. Giá bán là 2 triệu nha, Q52. Đây, Q52 nha. Chỉ với giá 2 triệu thôi. Oppo A10. Con này giống A15 hay A15 nha mọi người. 1 triệu 9 nha. Samsung A52s 5G. Ngoại hình đẹp 98 nha. 4 triệu rưỡi. A52s 5G. Poco C40, con này chạy chip 680, pin trâu, màn hình to, 2 triệu 250 nghìn nha. iPhone 11, pin còn 81 nha, máy đẹp. Pin 81, 6 triệu 4 nha, 6 triệu 4, pin còn 81 thôi, máy đẹp, nguyên zin nha, còn app luôn. Reno 3 2 triệu 9, Oppo Reno 3. Samsung Galaxy S20 FE, RAM 8 256, 5 triệu rưỡi, máy đẹp nha, S20 FE. Con này là con Poco X3 nha. X3. RAM 6 cũng như 164. Giá bán là 3 triệu nha, Poco X3. RAM 6 cũng như 164 GB. S10 5G, máy đẹp. 4 triệu rưỡi nha. RAM 8 256 GB, S10 5G. Redmi 9A 1.450.000. Samsung M33 5G nha. Cây này trầy nhẹ luôn. 4 triệu 1 nha. Samsung A02s 2 triệu. A03s nha. Giá bán là 2 triệu 1 nha. Samsung Note 20, hàng Việt Nam, 2 SIM. Cây này ngoại hình nó hơi trầy, giá bán là 6 triệu 2 nha. 6 triệu 2 nha, ngoại hình hơi trầy nhẹ nè. Note 20, 6 triệu 2. Mới test này là hàng rất là ít nha mọi người. Vivo V25 5G, RAM 8 128. V25 5G nha. V25e 5G nha mọi người. RAM 8 128, máy đẹp 99, 5 triệu nha.
K50 Gaming RAM 8/128 máy kèn 99 nha. Giá bán là 6 triệu 4. K50 Gaming. Con này thì chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1 nha mọi người. Chiến game thì mua con này nha. Con này cấu hình khủng. Samsung A33 5G RAM 6 bộ nhớ trong 128 bảo hành từ tháng 6 2023. Giá bán là 4 triệu rưỡi nha. A33 5G. S10 5G nha, RAM 8 256 4 triệu 550 nghìn nha mọi người. Đợt này thì hàng sách tay thì không có hàng nha, anh em là có nhu cầu thì mình cứ chốt nhanh chứ. Mấy con như là con S10 5G này, Note 20, Note 20 Ultra, S20, S20 Plus đồ. Sách tay không có hàng về nha, tại bên vận chuyển nó vẫn chưa làm. Samsung A52 nha, máy hơi chạy này, 3 triệu 7 thôi. A52. Samsung Galaxy Note 10 Plus hàng Việt Nam 2 SIM nha, giá bán là 6 triệu. Máy có hơi chạy về nha, đây. Hơi chạy. Con này còn dán nha mọi người, còn dán chỉ có chạy ngay chiếu chiếu chỗ này thôi. Trước lưng nè, chỉ là viền là còn dán nha. Bản này được 2 SIM, giá bán là 6 triệu. Samsung Galaxy Z Fold 3 2 SIM nha, RAM 12 256, con này ngoại hình còn đẹp nha, còn đẹp. Tầm 98. Giá bán là 15 triệu 2 nha, Z Fold 3 hàng Việt Nam, máy còn đẹp 15 2. Giá rẻ cho anh em trải nghiệm. Còn mình có cái này hơi chạy nhiều nha, giá chỉ có 13 triệu 2 thôi. Trải nghiệm cực kỳ tốt luôn, Z Fold 3 nha. Hàng Việt Nam luôn nha mọi người. iPhone 13 Pro Max hàng Việt Nam 128 GB. Con này thì màn chính hãng nha, bảo hành tháng 5 2023, pin 98 nha, màu xanh real. Còn bảo hành chính hãng thì anh em cứ yên tâm nha. Con này mua tại Thế Động, giá bán là 20 triệu. Xiaomi Mi 11 Lite 5G Ne 4 triệu 3, máy đẹp 99 nha. Mi 11 Lite 5G Ne. S22 bản quốc tế. Giá bán là 9 triệu 8 nha, 9 triệu 8 S22 bản quốc tế nha, 2 SIM giống như Việt Nam luôn. Và mình có một cây này hàng Việt Nam, ngoại hình nó hơi trầy nha, cây nãy đẹp keng. Giá bán là 8 triệu 8. 8 thôi. S21 Ultra 5G 2 SIM hàng Việt Nam, máy thì ngoại hình 97 nha. Giá bán là 9 triệu 6 thôi nha, S21 Ultra 5G. Xiaomi Mi 10T Lite 5G nha, RAM 6 128. Giá bán là chỉ có 2950 nha. Kính camera nó nứt một đường này, nhìn không thấy luôn nè, đây. Đó, không ảnh hưởng tới chụp hình nha. Giá bán 2 triệu 950 nghìn thôi. S21 FE 5G RAM 6 128 3 tháng 6 2023 máy đẹp keng 99 nha. Giá RAM 6 128 giá bán là 7 triệu 4. Và mình có bản RAM 8 256 RAM 8 128 nha, mình có đầy đủ tất cả các bản luôn. Con này là con Note 20 5G RAM 8 256 ngoại hình 98. Trầy nhẹ nha, giá bán là 5 triệu 8 thôi. Xiaomi Mi Note 9 Pro giá bán là 3150, ngoại hình đẹp nha. Con này chạy chip Snapdragon là 750, có hỗ trợ 5G. Camera con này là 108 chấm luôn nha mọi người. Con Mi 10T Lite 5G camera rất là đẹp nha. Con này là con Xiaomi 11 Lite, giá bán là 3 triệu 7 thôi. Oppo A93 2 triệu 950 nghìn máy đẹp nha, A93. VinMark Lite 4 RAM 6 bao nhiêu trong 64 2 triệu 3 thôi nha, Lite 4. Redmi 10 RAM 4 128 GB. Máy đẹp nha, giá bán chỉ có 2 triệu 7 thôi, Redmi 10. Poco C40 RAM 4 bao nhiêu trong 64 keng 99 2 triệu 250 nghìn nha. C40 thì chạy chip Snap 680, chip rất là mạnh luôn, trong tầm giá 2 triệu nha mọi người. Mi 11 Lite máy thì có trầy nhẹ nha, RAM 8GB, giá bán là 3 triệu 8 nha. Redmi 10 RAM 4 128, con này cũng trầy nhẹ, 2650 thôi. Còn Redmi 10 thì pin 5000 nha, camera là 50 chấm luôn. Xiaomi 11 Lite màu hồng 3 triệu 8 máy đẹp nha.
Mi 11 Lite. Con này cũng trời nhẹ 3 triệu 8 luôn nha. Mình có Mi 11 đây. Mi 11 nha, RAM 8 256 hàng chính hãng. Con này trời nhẹ nha, giá bán là 6 triệu 7 nha. Redmi Note 10S nha, RAM 8 128, 3.350.000. 3.350.000. Con này là con Redmi K40S nha, RAM 8 128, máy không tiếng Việt, giá bán thì chỉ có 5 triệu 8 thôi. 5 triệu 8. Con Vivo Y33S mình có màu vàng rất là đẹp nha. Xiaomi Redmi Note 11S nha. Máy đẹp 3.800.000. Con này là con Samsung A04S, RAM 4/64, 3/12/2023 nha. Giá bán chỉ có 2.450.000 thôi, giá rẻ nha. Con này là con Realme GT, RAM 8GB, chạy chip 888, giá bán là 5.700.000 nha, Realme GT. Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha, 8128, 4.300.000 nha. Note 11 Pro, và mình có bản Note 11 Pro 5G nữa nha. Note 11 Pro 5G thì giá bán của bên mình là 4.750.000, máy đẹp. Con này là con Oppo A96 nha, 8128, 4.400.000. 96. S21 FE 5G. Mình có bản RAM 8128, máy đẹp 99. 7.800.000 nha, còn máy 98 là 7650 nè. Samsung, con này là con Oppo Reno 7 Pro 5G nha, 9.400.000, máy keng 99. Samsung Note 20 nha. Note 20 thì mình có máy 98 thôi, còn màu đồng chứ màu đỏ. Máy 98 nha, có hơi trầy. Chỉ có giá là 5.800.000 nha mọi người. Còn con này là con Vivo Y21, một con máy phổ thông, 2.350.000, màn hình to, pin trâu. Oppo A96 RAM 8128 đẹp keng 99 nha, 4.400.000. Con này là con Realme 9, camera 108 chấm, máy đẹp 99 nha, giá bán thì chỉ có 3.850.000, Realme 9. Realme 9 thì bên mình có 3 màu nha, màu trắng, màu đen và có thêm cả màu vàng nha. Con này là con Vivo Y55 RAM 8128, máy đẹp 98 nha, có hơi trầy nhẹ, 3.750.000. Oppo A16K 2.100.000 nha, A16K. Vivo Y53S nha. Con này máy hơi chạy xíu, giá bán là 2.850.000 nha. Y53S RAM 8GB nha. Con này là con Vivo Y50 RAM 8GB, giá bán là 2.500.000. RAM 8GB. Vivo V23E nha, RAM 8128. Con này ngoại hình đẹp nha, giá bán là 3.500.000 nha, 3.500.000. Vivo Y33S, con này RAM cũng 8GB nha, giá bán chỉ có 3.000.000 thôi. Vivo, con này là Y20S nha, RAM con này hình như là 6GB lận. Ngoại hình tổng thể trời nhẹ, giá bán là 2.000.000. Con này là con V25 5G, máy đẹp keng như mới luôn. Chỉ có giá là 5.800.000 thôi nha. Vivo Y51, con này máy đẹp nha. Tầm 98, trầy nhẹ thôi, RAM 8GB, 2.750.000. Con này hơi trầy. Tầm cũng 98 luôn, 2.750 luôn nha. Đồng giá luôn. Vivo, con này là Y30 RAM 4128 nha, 2.250.000 thôi, giá rẻ nha. Màn hình to, pin trâu, Vivo thì pin rất là trâu bò nha. Vivo Y21S RAM 4128, 2.700.000 nha, máy đẹp keng 99 luôn. Vivo Y15S nha, RAM 3 bộ nhớ trong 32GB, 2.150.000, máy đẹp keng nha, Y15S. Vivo Y1S RAM 2 bộ nhớ trong 32GB, chỉ với giá là 1.250.000 thôi nha.
Đây là cây Vivo Y02S nha, RAM 3 bộ nhớ trong 32GB, máy đẹp keng 99. Còn này thì giá bán thì chỉ có 2 triệu 350 nghìn thôi. Vivo T1X nha, RAM 4 bộ nhớ trong 64, keng 99, 2 triệu 8 nha, 2 triệu 8. Realme 9i, RAM 6 128, con này chạy nhẹ nha. Giá bán chỉ có 3 triệu 250 nghìn, RAM 6 bộ nhớ 128. Realme 9i nha, giá bán là 3 triệu 450 nghìn nha, Realme 9i, RAM 6 128, máy đẹp 99 nha. 3 triệu 450 nghìn thôi nha. Còn con này thì nó còn có hành tính hãng dài, máy người ta cũng chưa sử dụng được bao lâu nha. Realme 8, 3 triệu rưỡi nha, máy đẹp 98. Realme 7i nha, máy đẹp keng 99 luôn. Con này giá bán của bên mình là 2 triệu 9 nha, Realme 7i, máy keng 99. Realme C35 nha, RAM 4 và nhớ trong 64, hôm nay giá chỉ còn có 2 triệu rưỡi thôi. Camera 50 chấm nha, pin trâu, màn này to. Mình có cái màu xanh này, giá cũng 2 triệu rưỡi luôn nha. Realme 7i, con này giá bán là 2 triệu 8, chạy nhẹ nha, 7i, RAM 18GB nha. Realme C17 nha, RAM 6 128, giá bán là 2 triệu 7, C17 nha. Pin trâu, màn hình to, pin như 5.000. Con này Realme C25 nha, RAM 4 và nhớ trong 64, giá bán là 2 triệu rưỡi. Realme 9 này thì mình có 3 màu nha, màu đen, màu cam và màu trắng nha. Máy đẹp 99, RAM 8 128, giá bán thì chỉ có 3 triệu 850 nghìn thôi, Realme 9 nha. Realme C25 luôn, 2 triệu rưỡi, máy đẹp keng, pin trâu, màn hình to, pin con đó hình như được 6.000 nha. Và mình có cái này hơi chạy chạy, giá bán chỉ có 2 triệu 250 nghìn thôi, C25i, RAM 4, như trong 64GB. Realme C21i nha, con này ngoài hình nó mẻ xíu kính nè. Con này thì giá bán của bên mình chỉ có là 1 triệu 750 nghìn thôi, RAM 3, bộ nhớ trong 32GB, màn hình con này lên đến là 6.7 inch, pin thì được 6.000. Còn con này RAM 4 64, giá bán là 2 triệu 250 nghìn nha, C21i, C21i, 2 triệu 250 nghìn. Oppo A55 nha, A55 giá bán là 2 triệu 650 nghìn thôi, A55, 2 triệu 650 nghìn. Motorola One 5G nha, con này chạy chip Snapdragon là 750, máy chạy nhẹ, 2 triệu 9 nha, 2 triệu 9, chip 750, có 5G nha. Nokia C21 LED nha, 1 triệu 850 nghìn, RAM 3, bộ nhớ trong 32GB. Vinmax Aris nha, 2 triệu rưỡi, chạy nhẹ, Aris, RAM 8 128 nha, chạy nhẹ, chỉ có giá là 2 triệu rưỡi thôi. Con này thì chạy chip Snapdragon 730. iPhone 12 Pro Max nha, con này máy lock 128GB, pin 91 nha, hôm nay bên mình bán với mức giá là 10 triệu rưỡi nha, 10 triệu rưỡi. Đây, con này cũng lock luôn nha, pin 87, 10 triệu rưỡi nha. Máy đẹp kia, lock thì bây giờ rất là dễ ghép sim rồi nha. Con này là con Bphone A60, RAM 6 128, ngoại hình đẹp 99 nha, giá bán là 3 triệu 2, Bphone. Vinmax Aris nha, RAM 6 bộ nhớ trong 64, máy đẹp 98, 2 triệu 750 nghìn nha, 2 triệu 750 nghìn. RAM 6 bộ nhớ trong 64, máy keng như mới luôn, giá bán là 3 triệu nha. Vinmax Joy 4, RAM 4 bộ nhớ trong 64, 2 triệu 150 nghìn, máy đẹp 99, không một vết chày. Con này là con Realme Nazo 50i nha, RAM 4 và nhớ trong 64, 1 triệu 850 nghìn thôi nha, 1 triệu 850 nghìn. Con này là con Tecno Spark 7 nha mọi người, RAM 2 bộ nhớ trong 32GB, pin trâu bò, màn hình to nè, giá bán chỉ có 1 triệu 450 nghìn thôi,
Anh em nào mà mua máy tầm máy mà phổ thông thì mình mua những cái cây Tecno với cái cây Realme nha mọi người. Mình sẽ được cái RAM lớn này, màn hình to, pin cực kỳ trâu, máy xài khá là ổn định luôn. Hoặc là cây Nokia C30 nha, RAM 3 vừa như trong 32GB luôn, mà giá chỉ có 1 triệu 550 nghìn nha, giá rẻ, pin trâu, màn hình to đùng luôn nha. Samsung A73 5G nha, máy đẹp bảo hành tới tháng 7 2023 luôn, máy ngoại hình còn đẹp keng, còn siêu viền chưa lột luôn nè. Cây này giá bán của bên mình là 7 triệu nha, A73 5G. Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha, giá bán là 4 triệu 4 triệu tư, máy đẹp nha, Note 11 Pro 4 triệu tư. Note 11 Pro thì RAM 8GB nha. Sony Xperia 5 Mark 3 nha, con này chạy chip Snap 888 nha, máy đẹp keng, bản quốc tế 2 SIM, 9 triệu rưỡi nha, 9 triệu rưỡi. Con này là con Samsung A23, RAM là 4GB, A23 nha, giá bán là 3 triệu 2. Samsung Galaxy Oppo A52 chứ, RAM 6128 nha, con này mặt lưng còn khá đẹp luôn này, còn dáng nha, máy ngoại hình rất là đẹp, A52. Con này màn hình Full HD nha, RAM 6128, giá bán của bên mình cây này là 2 triệu rưỡi nha, 2 triệu rưỡi đó. iPhone XS Max còn một cây, pin 89 6 triệu rưỡi nha, XS Max màu đen, pin 89 6 triệu rưỡi. Xiaomi Redmi Note 10S nha, RAM 8GB, sườn nó hơi cắn nè, Note 10S RAM 8GB, giá bán là 2 triệu 750 nghìn nha, 2750. Vivo Y33S nha, máy đẹp, con này thì giá bán của bên mình là 3 triệu 350 nghìn, Y33S RAM 8GB, camera 50 chấm nha, Y33S. Samsung S21 FE 5G, RAM 8256, ngoại hình đẹp nha, S21 FE 5G. Cây này thì giá bán của bên mình là 7 triệu 8, RAM 8256, máy đẹp. Và mình có bản RAM là 8128 nha, giá bán là 7 triệu 650, máy đẹp luôn nha. Oppo A16, A16 nha, con này máy đẹp nha, A16, giá bán của bên mình là 2 triệu 250 nghìn. Vivo Y21 2 triệu 350 nghìn nha, mình có màu xanh và màu trắng nè, Y21. Con này là con Samsung Note 20 hàng chính hãng nha, Note 20 hàng chính hãng. Con này thì màn nó có ám nhẹ nha, màn hình nó có ám nhẹ. Giá bán của bên mình là 4 triệu 850 nghìn nha, Note 20 hàng chính hãng, 4 triệu 850. S21 LED 5G, con này mẻ nhẹ cái kính thôi, kính lưng nè. Giá bán cực kỳ rẻ, 7 triệu 750 nghìn nha. S21 LED 5G. S21 LED hàng Việt Nam nha, con này ngoại hình hơi chạy, tổng thể hơi xấu nha. Giá bán là 7 triệu 8, S21 LED nha, hàng Việt Nam. Con này thì máy đẹp nha mọi người, máy đẹp, giá bán là 8 triệu 8, S21 LED hàng Việt Nam. Tai thì bên mình sắp hết hàng rồi. Samsung A02, RAM 3 bộ nhớ trong 32, 1 triệu 750 nghìn nha. A22, máy đẹp 2 triệu 8 nha, A22. Note 20 5G, máy 97, hơi chài xíu, 5 triệu 8. Samsung M53 5G nha, giá bán là 6 triệu, mặt lưng hơi chạy nha. Còn M33 5G máy đẹp, giá bán của bên mình chỉ có là 4 triệu rưỡi nha. S10 LED 4 triệu rưỡi, máy đẹp, S10 LED xách tay 1 SIM,
4,5 triệu nha, máy đẹp. Note 20 màu đồng, hàng công ty nha, hàng Việt Nam, máy đẹp nha. 6,8 triệu, trầy nhẹ thôi. Note 20 hàng công ty. Hàng công ty là hàng chính hãng nha. Đây, con này cũng hàng chính hãng luôn, 6,8 triệu nha. Note 20. S22 nha, 3 tháng 3, ngoại hình thì cũng có hơi trầy nè, S22. Giá bán là 9,9 triệu. S22 hàng công ty nha. Mình có cái này ngoại hình 97 nha, ngoại hình hơi trầy, hơi cắn nè. Hơi cắn nha, giá bán là 8,9 triệu thôi, S22 nha. Mình có màu, con này bản quốc tế, máy đẹp như mới luôn nha, lay new luôn, 2 sim quốc tế, 9,9 triệu nha, S22. Còn có thêm màu hồng, màu hồng giá bán là 10 triệu nha, màu hồng máy đẹp 10 triệu, đẹp keng luôn. Con này bản hàng RAM 8256 nha, bản hàng 256GB, giá bán là 9,8 triệu, S22. Oppo Reno 6 5G nha. Con này mặt lưng nó mẻ nhẹ xíu nè. Giá bán là 4,8 triệu. Reno 6 5G. Con này màn hình nó có lưu ảnh nhẹ xíu thôi. Giá bán là 5 triệu nha. Reno 6 5G. Oppo A76 nha, RAM 6128 3,5 triệu A76. Và mình có con A77S nữa nha. Đây. Oppo A77S, máy rất là đẹp luôn, giá bán là 4 triệu nha. Oppo Reno 7Z 5G, máy đẹp keng, 5,5 triệu, 7Z 5G. Oppo Reno 6Z 5G nha, RAM 8GB, 3,850,000 nha. Con này là con Oppo A57, RAM 4128, giá bán là 3,150,000. A57 nha, 3,150,000. Oppo A55, giá bán là 2,8 triệu nha, máy đẹp A55 nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp bên mình nha. Anh em coi video cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi.